Tao tưởng nó vẫy lúc đấy nó nhảy xuống. Không anh em nào đi chơi à? Ai bảo không có vẹo này? Đầy vẹo ấy. Vâng. Lúc nãy em thấy có mỗi 6 con số 0 thôi, nhưng mà lên được 9 con số 0 chưa? À, lấy được 6 con số 0 rồi, giờ lên 9 con số 0 chưa? Thế em bảo rồi, đến lúc em về là phải nhìn thấy 9 con số 0 nhá. À, giờ có một số 0 nữa thôi à? Tồi nữa. Rồi, tồi hiếp nữa kìa. Đây. Anh lột lại. Lên đi anh lột đây. Say lắm rồi. Tiền cần gì căn cước. Lên đây đi, đang có mấy chị gái nó đang đợi ở đây này. Cần gì căn cước. Đang có mấy em gái nó đang đợi đây này. Còn em làm trận rượu say lắm rồi. Dù mấy anh em ra đi. Đứa kia đang bắt rào kìa. Tốt đấy. Hả? Thì ở chỗ nào? Thì ở chỗ nào? Về. Dạo này làm gì ở Tông ơi? Nụ đó về đâu? Thì ở chỗ nào? Nụ đó về đâu? Mà là gì ở chỗ nào? À, ngay chú bên phòng á? À? Qua uống rượu thôi. Em đang ở trên chùa này, chị nhìn quay lại nhìn em thấy anh Vũ này. Em đang ở trên chùa đây này, chị nhìn. Em đang ở trên chùa, chị nhìn lên trên chùa nhìn thấy em đang đứng trên chùa trên này này. Đây là chùa nhá. Cúc tạm được anh ạ. Việt Nam mình chẳng ra cái gì nhỉ? Thác Việt Nam ở đâu chị? Đấy, bên này. Ngay bên này á? Bên kia là của Trung Quốc, cái bên này là của Việt Nam. Bên Trung Quốc là bên kia? Một nửa là của mình nhỉ? Thế... bên này mới bên từ Tokelau cũng vừa với bên này của mình. Thế cái. Đấy, cái thác bên kia một nửa là của mình. Thế cái đèo kia là cũng ở bên Trung Quốc. Suối bên kia qua khỏi đâu vào cái bè này mà cái nuôi bè của Việt Nam cái bè suối. Mình là ở bên mình, Trung Quốc là bên đó bên ở
Thôi thì em sẽ phát ạ. Có cả công an trực đấy nhỉ. Có mà trời. Nó gọi là dẹp loạn thôi chứ không làm gì. Đấy, có kính ạ. Tưởng anh chạy xe ôm ấy. Đi xuống thác xem này. Xuống thác chơi đó. Không phải thác. Thác không có cái gì đâu. Vào giờ phí tiền. Mất thì xuống, mất thì thôi. À đây mỗi vé bao nhiêu tiền đấy, chị ơi, hay là miễn phí đấy? Vào như là 4.000 vé đấy, 4-5.000 là cái bảo hiểm toàn cái đấy. Sợ mình chết đuối kìa. Đấy. Nó làm bằng gỗ nhỉ? Hả? Đây gỗ mà Vũ. Phải gỗ. Cây kia kìa. Hả? Cái cỏ á. Cái cỏ á. Cái thớ này là biết này. À. Cỏ ghép to nè. Cái cỏ to cao cái dài sẽ cao hơn cái to. Rồi bà Huy không trả lời à? Đây. Cả bằng toàn núi rồi. Đang ở đâu ấy? Đi chơi ăn được ăn hai đứa bay về. Ồ, bảo có mất vé không? Rồi. Không mất vé. Đi. Mất là không lúc đấy. Đi xuống chơi tí xong về đi. Đi đi. Đi không? Đi. Ôm mẹ tí mấy thằng cơ động nó lại bảo cho khách vào xin bưởi của chùa đi à. Trên cây à. Đâu? Con xin con hái quả bưởi à. Ở đâu? Đây. À đây á.
Đây chùa. Cõng chị. Cõng chị. Phụ cõng chị đi. Câu là đâu? Sao không đường kia? Không thích. Đúng đường này đi cho nó an toàn, lại đường kia nhớ đâu vấp chân. Nhà vợ thôi. Mất răng ở nhà dễ. Thế mà.